Xin chào kênh Nhật Tiến 39, rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Đây là cảnh quê hương miền Tây nè các bạn, quê hương rất là đẹp các bạn. Đây là nhà anh thứ ba, anh vợ nè các bạn. Bây giờ mời các bạn vô xem cái cảnh ca hát ca sĩ miệt vườn ở quê miền Tây như thế nào các bạn. Còn bây giờ mời các bạn xem nha các bạn. Mừng đại gia đình anh ba nè, mai về quê Cần Thơ. Và có cây nhà lá vườn, đây là ba đứa cháu. Đây đây là anh ba. Đây rồi là hai anh chị, đây là ca sĩ, nghệ sĩ. Giọng nó quay. Đây là nghệ sĩ nè, không rồi các bạn ơi. Ca sĩ này. Ca sĩ miệt vườn. Các chị này là ca sĩ nè, hát giống Cẩm Tiên lắm à. Cái bài nào mà chị của chị Cẩm Tiên hát á? Chị lựa cái bài nào của chị Cẩm Tiên hát á? Hãy đến nha. Ca cổ ca rau kê hãy đến nha. Cái bài nào của chị Cẩm Tiên hát á? Con này con gì đâu? Bà khía đúng không? Bà khía, bà khía. Anh ba ăn thử cái món đó đây bà. Ăn rồi. Đã rồi. Ngon lắm. Sao mà con chỉ thấy là con ăn được đâu thấy em kể gì em kêu anh ba ăn này nè, còn tôm kêu đừng ăn. Thương thấy ghê không? Tớ cho anh chạy thay của em ra bấm chú đi chú. Bao giờ anh đau khổ hay tìm đắng dây đời yêu mong. Chuyện có mùa xuân mới vàng quá, giờ đâu có chuyện năm mới.
ơi, quán tắm nó đi nhiều mày ở quán hả? Muối tiêu á, muối tiêu chanh á. Bao giờ anh đã ngồi tìm ra chân em chúc thương đời nhiều hoa và chân thắng sư hiền. Mình dỗ vô, dỗ vô không hầm hết đâu. Ai khổ gì ai nữa. Ừ. Ai khổ gì ai? Khổ dài đi. Ai khổ gì ai đi. Ai khổ nói chịu đi. Ai khổ nói chịu. Ừ. Con từ từ ai khổ gì ai? Có nghĩa là ai làm ai khổ. Vô biết là đi ngoài vô mà. Đây đúng rồi. Ai khổ gì ai là ai làm ai khổ. Rồi mới vô. Mày làm khổ gì không? Ủa vậy nó diễn mén gì luôn hả ta? Nghe luôn mà nó tao nghĩ mà sao mà nó ở nó chơi được. Ừ, bởi vậy nhiều được rồi tại vì cái gì của khách là tiệm không có. Đi dỗ rồi về tiệm rồi. Sáng bán mấy giờ đi? Được. Để hôm nay em hả? Mưa ra hết bàn nó mưa. Bạn là nhạc nhạc ơi. Không, hỏi cái này hai người đi thôi. Đấy là con mừ, con mừ, con ca ba các bạn rồi. Thôi không được em không hả? Hàng ca ba các bạn. Con cái con mừ ác nè. Trời bắt trước rồi nước. Ờ.